Sau khi đánh bại Australia ở trận giao hữu, chủ nhà Anh tràn đầy khí thế đối đầu Italy trên sân Wembley, London, ở bảng C vòng loại Euro 2024. Italy cũng có được tâm lý thoải mái khi hạ Malta 4-0 cách đây 3 ngày. Huấn luyện viên Gareth Southgate của đội tuyển Anh sử dụng những quân bài chất lượng nhất ông có trong tay, với Harry Kane chơi cao nhất, hỗ trợ cho Anh là bộ ba Rashford, Bellingham và Phil Foden trong sơ đồ 4-2-3-1. Tam sư đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, Italy lại là đội bóng có bàn mở tỷ số trong tình huống tấn công đầu tiên của họ ở phút 15, khi tiền đạo Gianluca Scamacca đệm bóng cận thành chính xác. Nhận bàn thua sớm, đội tuyển Anh dồn lên tấn công, đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Phút 32, nỗ lực của đoàn quân huấn luyện viên Southgate được cụ thể hóa bằng bàn thắng trên chấm phạt nền của Harry Kane, người mang về quả penalty cho đội tuyển Anh là Jude Bellingham. Hiệp 2 diễn ra đầy hấp dẫn và phút 57, Bellingham cướp được bóng rồi kiến tạo cho Rashford thoát xuống. Cầu thủ Manchester United đi bóng thêm vài nhịp ở trung lộ trước khi tung cú sút hạ thủ môn Donnarumma, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Anh. Đội chủ nhà tiếp tục ép sân còn Italy vẫn bế tắc. Phút 77, từ đường truyền dài bên phần sân nhà, Kane xử lý thông minh loại bỏ Giorgio Scandini và dễ dàng hạ gục thủ thành Gianluigi Donnarumma, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Anh. Thắng Italy 3-1, đội tuyển Anh giành vé dự Euro 2024 với ngôi nhất bảng C. Tấm vé còn lại đến Đức vào mùa hè sang năm sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Ukraine 13 điểm và Italy 10 điểm. Italy thi đấu ít hơn Ukraine một trận và sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp đối thủ này vào tháng 11 tới.